Ngày hôm qua đã diễn ra chặng đua thứ 13 của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018. Đây là chặng đua dài 183 km và người hâm mộ đã được chứng kiến sự xuất sắc của Incheon. Cả 3 sprint tại chặng 13 ở các km 29, km 79 và km 126, chiến thắng đều thuộc về tay đua Jurey Navara của đội Philippines Navy Standard Insurance. Mặc dù vậy, ở đích đến, Kuro Im Jae-chun của đội Koryo Sako một lần nữa là người xuất sắc nhất khi cả nick đầu tiên để giành chiến thắng chặng 13. Sau chặng đua này, các danh hiệu cá nhân đều không đổi khi giữ áo vàng hiện tại vẫn là Kuro người Hà Lan David Fanes của đội Global Cycling. Áo xanh vẫn thuộc về Im Jae-chun của đội Koryo Sako. Hôm nay sẽ diễn ra chặng đua thứ 14, chặng đua cuối cùng của giải với lộ trình từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đi thành phố Hồ Chí Minh có độ dài 136 km.